Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là thứ 6 ngày 4 tới tháng 11 năm 2022. Các bạn sẽ như thế nào? Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ 6, ngày 4 tây tháng 11 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trò bài chung, không phải là trò bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng, và mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn. Nhưng đúng với người khác thì các bạn hãy xem một tâm thái, tham khảo và giải trí đi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Mình thấy các bạn tụ 1 là những người làm việc rất là chăm chỉ, siêng năng, cần cù và khéo léo ha. Các bạn rất là trung thực, ngay thẳng, chính trực và công bằng. Và các bạn là người ít nói làm nhiều. Thôi các bạn rất là cuồng công việc, hoặc là các bạn có nhiều cái trọng trách, nhiều cái nhiệm vụ còn phải đảm đương. Hoặc là các bạn là những người có sự nhẫn nại, rất là kiên trì ha, vượt qua những giai đoạn khó khăn, khắc nghiệt nhất. Đồng thời mình thấy các bạn là những người có sự gọi là biết suy nghĩ. Các bạn có kiến thức sâu rộng, các bạn có khả năng gọi là chia sẻ kinh nghiệm, truyền dạy kiến thức cho người khác. Đồng thời mình thấy các bạn là những người thích ở một mình, thích dành thời gian riêng cho bản thân nhiều hơn và có một cái sự không gian tĩnh lặng. Rồi để xem coi ngày thứ 6, ngày 4 tháng 11 năm 2022 của các bạn sẽ như thế nào. Mình thấy một số bạn thì có vẻ như ngày hôm nay các bạn sẽ có tiền đó, nguồn tiền, tiền lương, tiền thưởng, lợi nhuận đầu tư. Một số bạn thì đi rút tiền ATM ha, và có khả năng ngày hôm nay các bạn có những cái sự phân vân giữa lựa chọn giữa hai quyết định nào đó, hoặc là các bạn cảm thấy có sự tự ti, cảm thấy là mình chưa đủ tốt, cảm thấy hơi bị buồn bã hoặc là tiêu cực, hoặc có sự so sánh bản thân với người khác ở đây. Thì mình thấy là các bạn hoặc là có người nói tới nó luôn khiến bạn khó chịu ha, cảm thấy buồn bã. Thì mình thấy các bạn được khuyến khích đó là hãy tập trung vào việc nâng cao bản chất, bản thể và nâng cao cái tinh thần, nâng cao kiến thức của bạn thay vì ngồi đó buồn phiền và có một sự gọi là chán chường ha. Hãy vạch ra kế hoạch cho tương lai của mình và chuẩn bị cái tầm nhìn hướng đi rõ ràng hơn, thì bạn sẽ có thể tìm thấy được cái sự gọi là khai sáng ở đây. Một số bạn thì mình thấy khả năng các bạn có cái trực giác khá là cao, các bạn có thể khả năng dự đoán được những tình huống sẽ xảy đến. Mình thấy một số bạn có sự tương tác với một người mang năng lượng nữ, một người có khả năng kiếm tiền tốt ha, một người có một sự gọi là vững vàng, hào phóng, rộng rãi, vui vẻ. Có thể là họ sẽ hỗ trợ, cố vấn cho bạn, giúp cho bạn có thể đưa ra được quyết định phù hợp với bạn ha. Và cũng có khả năng là cái người này họ sẽ hỗ trợ tiền bạc gì đó, họ giúp đỡ gì đó cho bạn. Mình thấy cuối ngày mình thấy bạn có sự gọi là thoải mái, nhẹ tên, có sự gọi là vui vẻ hơn, và đồng thời các bạn có sự gọi là khởi đầu mới ở đây ha, một cái sự bắt đầu, một cái hành trình mới. Các bạn có sự dẹp bỏ những cái điều muộn phiền, các bạn có sự rời đi khỏi những cái điều gọi là khó chịu, tiêu cực. Mình thấy các bạn có một sự thoải mái và tìm thấy niềm vui chính bản thân của mình. Một số bạn có sự gọi là đi dạo mát, đi hít thở không khí trong lành ha, tìm thấy cái sự gọi là vui vẻ hơn. Một số bạn thì có một cái tin tức từ phương xa gửi đến cho bạn chẳng hạn. Và có khả năng các bạn sẽ bắt tay và làm một cái hành trình, hoặc là bắt tay và viết ra kế hoạch để thực hiện nó một cách vững vàng, mạnh mẽ nhất.
Đồng thời mình thấy một số bạn ngày hôm nay thì có vẻ là các bạn được khuyến khích là nên nên cố gắng tiết kiệm ha, cố gắng sử dụng đồng tiền hợp lý. Có một số bạn có khả năng là các bạn có sự đắn đo giữa hai quyết định trong việc đầu tư hoặc là mua món đồ nào đó, thì hãy gọi là tin vào cái trực giác của bạn. Có khả năng nếu trực giác của bạn mách bảo rằng bạn không nên thì bạn nên lắng nghe trực giác của mình ha, và đừng để những cái sự gọi là hoa mỹ hoặc là những cái điều gì đó nó quá xa vời hoặc là nó quá đẹp, nó quá tốt và nó khiến cho bạn cảm thấy bị mất phương hướng, mất khả năng dự đoán, mất cái khả năng phán đoán, thì bạn phải có sự trong coi chừng cái cẩn thận cái điều đó ha, cẩn trọng rơi vào những cái bẫy đó ha. Và bạn có khả năng là ngày hôm nay các bạn nghĩ gì là có đó ha, và bạn có khả năng gọi là dự đoán được tình huống và biết cách xử lý vấn đề ở đây. Mình thấy dường như cuối ngày các bạn có sự giải tỏa được áp lực á, và các bạn có một sự làm tin tưởng hơn. Và các bạn được khuyến khích là hãy tự tin lên, hãy vô tư hơn và giảm bớt cái gánh nặng đi ha, nhẹ nhàng tinh tế và yêu thương bản thân của mình, và đồng thời có sự gọi là cứ vô tư sống ở hiện tại và đừng quá lo lắng áp lực về tương lai ha, cứ sống tốt hiện tại và tập trung phát triển bản thân của mình. Mọi thứ nó sẽ vận hành suôn sẻ nếu bạn có sự gọi là chấp nhận để hoàn cảnh diễn ra và nâng cấp, giúp cho bản thân mình có sự gọi là thành công phát triển hơn ha. Bạn càng áp lực, bạn càng mệt mỏi thì bạn rất là khó để có thể là tìm ra được cái hướng giải quyết. Còn bạn có sự gọi là tận hưởng thoải mái, dứt bỏ gánh nặng thì lúc đó bạn sẽ có khả năng tìm ra được cái câu trả lời cho cái vấn đề của bạn, hoặc là được ai đó hỗ trợ giúp đỡ cho bạn nhìn rõ, nhìn sáng vấn đề ở đây. Và bạn được khuyến khích hãy ra ngoài thiên nhiên, hít thở không khí trong lành nhiều hơn trong ngày này để có sự minh mẫn, có sự gọi là rõ ràng ở đây. Và lá bài này cho thấy rằng thì phẩm chất là một cái phần trong mục đích sống của bạn. Có vẻ như một số bạn, các bạn có sự bị người khác xem thường hoặc là trêu chọc, hoặc là cảm thấy bạn là một người có sự khác biệt ha, và bạn đang cố gắng thay đổi bản thân để có thể phù hợp với cái mong muốn của người khác. Thì tuy nhiên làm như vậy là bạn đang phản bội chính bản thân của bạn rồi, và đang bỏ qua những cái phước lành và quà tặng của con người thật của bạn ha. Và đồng thời thì có vẻ như ý kiến và suy nghĩ của bạn không giống với phong cách của người khác, nhưng mà điều này là dấu hiệu cho thấy cái khả năng sáng tạo của bạn. Bạn có những phát minh, những ý tưởng mới và tài năng mà thế giới cần. Và bạn đồng thời có thể là phát triển mọi thứ, truyền cảm hứng cho những người khác thoát khỏi tình trạng trì trệ của họ. Bạn có khả năng là tạo ra những cái bước tiến mới, những cái sự mới mẻ trong cái công việc. Bạn sẽ có khả năng gặp được những người cùng chung chí hướng ha, đồng thời bạn được khuyến khích hãy có sự gọi là tìm kiếm những người phù hợp để có thể có sự gọi là gắn kết với nhau. Còn những người không phù hợp, bạn có quyền đẩy họ ra khỏi cuộc sống của bạn. Và đồng thời thì mình nói rồi, sẽ có người có thể là cái người mang năng lượng nữ như mình nói, và một người mang năng lượng nam nữa ha, có khả năng là họ sẽ giúp đỡ hoặc cho bạn lời khuyên một cách chân thành. Và những người này là những người kiếm tiền rất là giỏi và là những người có sự trung thực, tử tế và ngay thẳng ha, và có khả năng họ sẽ hỗ trợ cho bạn, cố vấn cho bạn và nâng đỡ tinh thần cho bạn nữa. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những bạn đã chọn cái lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem coi ngày thứ sáu, ngày 4 tây tháng 11 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người, không phải là trao bài riêng. Mình mong rằng các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những người rất là yêu thương, các bạn cũng là những người rất là lãng mạn và luôn mong muốn có một cái tình yêu đẹp. Một số bạn, các bạn đang có một cái sự cân nhắc, đang có sự gọi là lựa chọn gì đó ha, cần phải đưa ra quyết định, và có khả năng có hai cái sự lựa chọn bạn đang cố gắng cân bằng để có thể là suy nghĩ xem cái hướng đi nào rõ ràng nhất dành cho bạn.
mà mình thấy các bạn làm việc rất là chăm chỉ, rất là tận tình, rất là tỉ mỉ và có sự khéo léo, có sự cầu toàn, và các bạn được nhiều người khác ngưỡng mộ về cái tài năng, cái phẩm chất của bạn ha. Một số bạn làm việc nhóm, làm việc liên quan đến cộng đồng ở đây. Rồi để xem coi ngày thứ 6, ngày 4 tây tháng 11 năm 2022 của các bạn sẽ như thế nào. Mình thấy một số bạn ngày hôm nay thì có khả năng là bạn sẽ khá là vui, hoặc là các bạn sự cân bằng và tập trung vào cuộc sống, và có thể đang có một sự do dự phân vân giữa hai quyết định ha. Đồng thời mình thấy là có một số bạn thì các bạn có một cái sự hơi bị tuyệt vọng, hơi tiêu cực, hoặc là buồn bã một cái vấn đề gì đó, hoặc là bạn cảm thấy như là mình chưa đủ tốt, hoặc là bị người khác nói tới nói lui khiến bạn khó chịu. Thì mình thấy là các bạn sẽ dễ dàng vượt qua được cái giai đoạn này thôi. Bạn sẽ tìm thấy được cái niềm vui, bạn có thể là xem hài, xem kịch, hoặc là nghe những bài hát động lực để cho mình có sự gọi là buông bỏ những cái cảm xúc tiêu cực này. Mình thấy các bạn có sự thắng lợi, thành công, hoặc là có một cái tin tức gì đó được đưa tới với bạn và em đến cho bạn cái niềm vui, sự phấn khích, sự hào hứng. Một số bạn có sự di chuyển đi đâu đó trong ngày này, hoặc các bạn có một cái dự tính là sẽ mua xe, và các bạn có sự cân nhắc xem loại xe nào thì nó phù hợp với bạn ha. Một số bạn thì mình thấy là các bạn có thể là đang tìm kiếm công việc, và các bạn đang phân vân chờ đợi tin tức về công việc, thì có khả năng tin tức đến và có khả năng là bạn sẽ giành được cái thắng lợi này ha. Và mình thấy bạn có một cái sự vững vàng ha, có niềm tin tưởng và có sự gọi là phấn chấn rất là nhiều khi mà bạn nhận được tin tức, và bạn cảm thấy vui vẻ và bạn tập trung vào cái đường hướng tiếp theo ha, và cố gắng phát triển cho đam mê của mình. Và mình thấy bạn có sự vững vàng, mạnh mẽ và ý chí, bạn không có dễ dàng để cái bạn ngã cái toi hoặc là những cái sự gọi là phiền nhiễu nó ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Một số bạn, các bạn có sự gọi là hẹn hò với người yêu, hoặc là đi ăn uống gì đó với người yêu của bạn, hoặc là một số bạn có sự gọi là hợp tác kinh doanh, hoặc là ký kết hợp đồng làm nhân viên chính thức ha. Đồng thời mình thấy thì mọi thứ nó vẻ xoay chuyển, nó vẻ là may mắn hơn dành cho bạn đó. Và mình thấy thì các bạn đang có những cái sự thay đổi mới trong cuộc sống của bạn. Một số bạn ngày hôm nay ăn uống hợp lý, để mới ăn uống hợp lý, đúng giờ đúng giấc, điều độ, để mới bị ảnh hưởng đến cái rối loạn tiêu hóa của bạn nha. Và đồng thời mình thấy các bạn sẽ tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức để có thể phát triển và vững mạnh nhiều hơn nữa, thành công nhiều hơn nữa. Các bạn có sự gọi là nắm bắt cái thiên thời địa lợi nhân hòa này để phát triển. Một số bạn ngày hôm nay có sự gắn kết với người yêu của bạn về thể xác lẫn về tinh thần luôn ha. Có sự đắm đuối và có sự gắn kết và mật thiết với nhau ở đây. Một vài bạn thì như vậy nha. Một số bạn có khả năng là giành thắng lợi về cái kế hoạch, về chiến lược gì đó của bạn, được mọi người chúc mừng, khen ngợi. Và cái đường của bạn, bạn đã dạch sẵn thì bạn cứ tiến thôi. Còn ai nói gì nói kệ họ, đừng quan tâm ha. Bạn hãy giống như một anh chiến binh này nè, luôn rõ ràng với đường hướng đi của mình và không để những cái điều phiền nhiễu ở xung quanh nó ảnh hưởng đến tinh thần, và anh ta luôn giành được cái sự thắng lợi cuối cùng bằng cái nhiệt huyết, sự can đảm và cái sự gọi là kiên cường của bản thân mình ha. Anh ta chiến thắng được tất cả và bạn cũng có khả năng được như vậy. Và lá bài này cho thấy rằng sẽ có lý do để có thể là có những cái sự tụ họp với những người thân yêu, những người thân của mình cùng nhau ăn mừng ha. Có khả năng một cái nghi lễ quan trọng được biểu thị trong ngày này, như là có thể là một số bạn đi đám cưới nè, hoặc là các bạn đi ăn sinh nhật, hoặc là dự lễ tốt nghiệp của ai đó ha, hoặc là một số bạn có dự lễ tốt nghiệp của bạn chẳng hạn. Một vài bạn thì như vậy. Hoặc là một số bạn, các bạn sẽ đi đến đám đông, đi đến cái nơi nào đó. Có thể là đi đến nhà thờ hoặc là chùa ha, nơi nào có sự đông người, có tổ chức lễ hội. Đồng thời một số bạn có khả năng là bạn có một cái sự gọi là tổ chức sự kiện ở đây nữa ha. Và
Nếu bạn hiện đang độc thân thì đây là một dấu hiệu cho thấy bạn sắp gặp được mối đối tác lâu dài của bạn rồi. Đồng thời hãy nâng cao tinh thần ha, và bạn có khả năng chữa lành cho những người khác, và bạn chính là một cái nguồn dẫn, cái nguồn năng lượng từ ơn trên truyền xuống trái đất này với một cái sự gọi là chữa lành mạnh mẽ và tích cực nhất. Bạn đang được nâng cao sức mạnh để làm nổi bật cái sự tốt đẹp của bạn và cái sự trực giác của bạn đó. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi, mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn cái lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ ba để xem có ngày thứ sáu, ngày 4 tây tháng 11 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trao bài chung, không phải là trao bài riêng. Mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những người rất là khẳng khái ha, là những người đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, rất là thông minh, khôn ngoan và sắc sảo. Đồng thời các bạn là những người rất là chăm chỉ làm việc, siêng năng, có sự tỉ mỉ, có sự tinh tường và có khả năng nhạy bén. Mình thấy một số bạn, các bạn đang bị trói buộc vào một cái vấn đề nào đó, hoặc bạn đang có một cái sự gọi là cảm thấy bất an, hoặc là cảm thấy mọi thứ nó có sự mù đường, mất phương hướng ở đây, chưa tìm được hướng giải quyết cho cái vấn đề gì đó của bạn. Để xem coi ngày thứ sáu, ngày 4 tháng 1 năm 2022 của các bạn tụ ba sẽ như thế nào. Mình thấy một số bạn, các bạn có một sự tự sự ở đây ha, dành thời gian riêng để suy nghĩ về cái cuộc sống của bạn, hoặc là tìm ra cái hướng giải quyết ở đây. Một số bạn, các bạn được khuyến khích hay có sự trân trọng, biết ơn những gì bạn đang có hơn là bạn cảm thấy thiếu thốn nha. Một số bạn, các bạn cảm thấy là bạn chưa tự tin, hoặc là bị thiếu thốn cảm xúc, hoặc là thiếu thốn cái khả năng, tài năng. Nếu bạn cảm thấy mình chưa đủ tốt thì bạn cứ trau dồi, học tập lên thì bạn cũng sẽ tốt mà thôi ha. Tại vì bạn cũng cần phải có thời gian để nâng cấp bản thân, chứ không thể gọi là ngày 1, ngày 2 thì bạn giỏi như người ta được. Ai cũng cần phải có quá trình ha. Một số bạn ở đây thì mình thấy là có một cái tin tức gì đó khá đột ngột đối với bạn, hoặc bạn có một cái sự khai sáng gì đó trong ngày này ha. Đồng thời thì mình thấy các bạn có một cái sự chữa lành về tinh thần của bạn, về thể chất của bạn. Các bạn có sự tiết chế chừng mực trong lời ăn tiếng nói, có sự cân bằng, có sự khéo léo, tinh tường. Đồng thời mình thấy ngày hôm nay có số bạn phải cẩn trọng củi lửa nè. Và nếu như bạn có đi ra ngoài cái công trường thì phải đội nón bảo hộ nha. Mình thấy là có khả năng là bạn cảm thấy, có khả năng một số bạn có sự rời bỏ một công việc, nên bạn cảm thấy hơi chán chường, hơi lo lắng, bất an về về tương lai, không biết sẽ như thế nào. Nhưng mà mình thấy là các bạn cần phải điềm tĩnh lại ha, và cân bằng lại cảm xúc ra ngoài thiên nhiên. Khi mà bạn có sự điềm tĩnh, bạn cân bằng, bạn thoải mái, an nhiên thì bạn mới có thể là có cái hướng giải quyết. Còn bạn cứ để bản thân bị trói buộc như thế này thì bạn không tìm ra được cái hướng giải quyết, mà bạn cảm thấy là trì trệ hơn rất là nhiều. Và mình thấy một số bạn thì cuối cùng á, mọi thứ sẽ được giải quyết. Có thể là có một người mang năng lượng nữ, họ sẽ hỗ trợ cho bạn lời khuyên chân thành, hoặc là giúp đỡ gì đó cho bạn, cố vấn cho bạn ở đây ha. Một số bạn thì nhận được món quà gì đó trong cuối ngày, cho nên mình thấy bạn có sự tươi tắn, tươi tỉnh hơn, mọi thứ có sự sáng tỏ ở đây, và bạn không có còn quá gọi là mệt mỏi hoặc là tiêu cực buồn bã nữa ha. Có thể là bạn đang chờ đợi một cái tin tức gì đó thì có khả năng nó sẽ đến vào gần cuối ngày. Nó giúp cho bạn có một sự gọi là tiết chế lại, cân bằng lại, tinh thần nó đổi mới hơn. Và một số bạn, các bạn có thể là mua cái món đồ, một cái món món yêu thích, một cái thức uống gì đó yêu thích của bạn trong ngày này, để bạn lấy lại được cái sức sống của bạn ha. Và đồng thời mình thấy các bạn có sự gọi là vui vẻ hoặc là hào hứng. Và các bạn có thể giải phóng bản thân ra khỏi cái sự mệt mỏi, chán chường ở đây. Một số bạn thì mình thấy ngày hôm nay thì đừng có để cái lời nói của người khác ảnh hưởng đến tinh thần, tâm trí của bạn nha.
vì cuộc sống bạn đang có những cái sự thay đổi để đẩy bạn đến một cái hướng mới tốt đẹp hơn, tích cực hơn mà thôi. À, cho nên phải có sự gọi là cứ để cho hoàn cảnh xảy đến. À, vì cuộc sống của bạn đang chuyển hướng sang cái giai đoạn tươi sáng hơn rất là nhiều, và đây là cái kế hoạch của vũ trụ rồi, đây là cái điều gọi là phải có, phải diễn ra rồi, bạn không thể gọi là chống đối được đâu. Nhưng mà sau những cái đêm tối mù mịt này là một cái ánh sáng tươi sáng đối với bạn. Một số bạn ngày hôm nay có đi ra ngoài đường thì phải đội nón, đem theo nón hoặc là sử dụng kem chống nắng, hơi nắng đó. Và các bạn được khuyến khích phải uống nước nhiều ha, để tâm hồn tinh thần của mình có sự minh mẫn, sáng suốt hơn. Hoặc là một số bạn, các bạn có thể là sẽ được cho người khác lời khuyên hữu ích. Đồng thời mình thấy ở đây á, thì các bạn được khuyến khích ngày hôm nay các bạn hãy yêu thương bản thân của mình thật là nhiều, và đừng có gây áp lực, đừng có khiến cho bản thân cảm thấy mệt mỏi nữa, nặng nề nữa. À, những cái sự lắng lo của bạn khiến cho bản thân của bạn bị kiệt quệ, kiệt sức và cảm thấy thiếu tự tin đó. Cho nên bây giờ là thời điểm để bạn gọi là tìm ra những cái điều tốt, những cái ưu điểm của bạn để phát triển ha, và đồng thời giảm thiểu những cái khuyết điểm và có sự gọi là rõ ràng hơn trong suy nghĩ. Một số bạn có khả năng sẽ vui chơi với thú cưng trong ngày này. Và lá bài này cho thấy là bạn là một người có trực giác cao ha, và đang được nâng lên cấp độ mới. À, bạn đang có một sự gọi là được tải xuống bởi những cái nguồn năng lượng cao đối với bạn, bao gồm cảm xúc mạnh mẽ, nhận thức rõ ràng, tầm hiểu biết và ước mơ, và có những cái sự gọi là nhận thấy những dấu hiệu rõ ràng trong cái cuộc sống của bạn. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo để bạn có thể nhận thấy được cái trực giác của mình. Ngoài việc để ý, hãy tin tưởng vào cảm xúc và hiểu biết và ý nghĩa của thông điệp. Và đồng thời tất cả sẽ sớm có ý nghĩa dành cho bạn, mọi thứ sẽ được gọi là khai sáng và bạn sẽ thấy rõ được cái kế hoạch cuộc đời của bạn như thế nào. Và lá bài này cũng cho thấy là bạn đang rất là nhạy cảm ở cái giai đoạn mặt trăng này, đặc biệt là trăng tròn, và bạn có thể muốn lập kế hoạch cho phù hợp, chẳng hạn như sắp xếp lịch trình của bạn trong cái tuần trăng tròn. Ngoài ra bạn cần phải biết điều chỉnh cảm xúc của mình để không bị gọi là quá cảm xúc hoặc quá tuyệt vọng hoặc quá lắng lo trong giai đoạn này. Tin tưởng vào trực giác của bạn sẽ dẫn bạn đi đúng được cái đường hướng rõ ràng, chứ không có khiến cho bạn cảm thấy gọi là chán nản, trì trệ nữa ha. Bạn được khuyến khích hãy có sự tiếp thu, nuôi dưỡng khả năng tầm nhìn tinh thần của mình và phát triển bản thân của mình để có sự tự tin hơn. Giờ mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất của mình nha. Mình xin chào các bạn.